Thật ra thì Luna cũng đầu tiên biết đến Fusion là với em Retina. Và cho tới ngày hôm nay thì Luna vẫn là một người rất là yêu mến Fusion và đặc biệt là yêu mến Retina của nhà Fusion luôn. Nói đâu xa, mới tối hôm qua trước khi đến đây thì Luna đã cẩn thận thoa thêm Retina vậy đó, để cho hôm nay lên hình đó, cái da nó ổn định một xíu. Luna nghĩ rằng đó, tất cả mọi người cũng nên sở hữu một cái bàn Retina của nhà Fusion trong tủ của mình. Luna đã có review về em ấy trên YouTube rồi và Luna nghĩ là nếu như mọi người search á thì thông tin về em ấy sẽ còn nhiều hơn nữa, cho nên chắc là Luna sẽ nhường phần này lại cho mọi người tự mình tìm hiểu em ấy nha. Skincare của Luna sẽ luôn có gì thì sẽ rất là đơn giản nè, làm sạch, dưỡng ẩm, chống nắng và retinol. Ví dụ như hôm nay chúng ta ngồi ở đây có rất là nhiều gương mặt rất là ưu tú và uy tín, cho nên Luna nghĩ là nếu như các bạn đang ở trong cái bán kính gần đây thì để lựa retinol thì chắc chắn là Luna sẽ suggest em Fusion đầu tiên. Thôi thì hữu duyên đi, nhưng mà chúng ta đã đang đứng ở đây rất là gần rồi nên chắc chắn là Luna sẽ có một vote rất là lớn cho Fusion. Cho xin chào vỗ tay đi ạ. Lớn hơn nữa là Luna có nghe là cái retinol của nhà Fusion đã được chống oxy hóa rất là tốt. Đặc biệt là khi mà dưới cái ánh sáng của chúng ta thì chúng ta cũng không cần phải quá cân nhắc. Nhưng mà đối với em Fusion nồng độ cũ thì đặc biệt là em mới thì chắc chắn cũng đã có điều này, thì khiến Luna an tâm hơn rất là nhiều.